Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong thủy tử vi. Hôm nay tôi lại chia sẻ tới các bạn một video có chủ đề về xem bói nốt ruồi. Nốt ruồi đào hoa của nữ giới là những nốt ruồi nào? Những phụ nữ có nốt ruồi đào hoa thường rất quyến rũ nam giới. Xem những vị trí nốt ruồi đào hoa của phụ nữ làm phái mạnh phải say như điếu đổ. Và thông qua các vị trí của các nốt ruồi đào hoa của phụ nữ trên khuôn mặt, có thể phần nào đoán định về vận đào hoa và ham muốn chuyện giường chiếu của các nàng. 1. Nốt ruồi đào hoa trên môi. Nốt ruồi trên môi trên biểu thị chủ nhân là người háo sắc và ham ăn. Vận đào hoa của những cô nàng này cũng vô cùng vượng. Người này dễ bắt sóng tín hiệu hấp dẫn từ phía người khác giới và cũng khó lòng cự tuyệt họ. 2. Nốt ruồi đào hoa phía dưới mắt. Nữ giới có nốt ruồi ở vị trí này là người dễ có được sự chú ý của nam giới. Họ như một bông hoa thơm, ngay cả khi cứ khép mình thì ong bướm vẫn tìm đến. Và những cô nàng này luôn được các anh nam giới để ý và bắn tín hiệu. 3. Nốt ruồi đào hoa phía bên mắt phải. Nốt ruồi này thể hiện chủ nhân là người đa sầu đa cảm. Đối với tình cảm, họ thiếu quyết đoán, dễ dao động và thường rơi vào vòng tình ái rắc rối. 4. Nốt ruồi đào hoa ở khóe miệng. Nữ giới có nốt ruồi này thường bị xem là người đa dâm. Loại nốt ruồi này biểu thị cho vô số loại đào hoa xấu đến với chủ nhân. 5. Nốt ruồi đào hoa ở phía đuôi mày. Loại nốt ruồi này thể hiện chủ nhân là người thích cảm giác mới lạ trong chuyện ấy. Họ không thích kết hôn và ngay cả khi đã có gia đình, họ vẫn sẵn sàng vượt rào đi theo tiếng gọi của tình yêu, của ham muốn bản thân. 6. Nốt ruồi trên trán. Nốt ruồi đào hoa của phụ nữ ở vị trí này thể hiện chủ nhân là người vô cùng nồng nhiệt với ái ân. Mặc dù bề ngoài họ có vẻ nhu thuận, nhưng bên trong con người luôn luôn rực cháy, khát khao. 7. Nốt ruồi trong mắt. Trường hợp nốt ruồi xuất hiện ở vị trí trong lòng trắng của mắt vốn rất ít gặp. Đây là những cô gái rất thông minh, tài giỏi và có nghị lực. Vận đào hoa của các cô nàng này cũng rất vượng, lý do là bởi nàng ấy thường dễ dàng chấp nhận tình cảm của đối phương. 8. Nốt ruồi tại vị trí giữa hai đầu lông mày. Những cô nàng mà có nốt ruồi ở vị trí giữa hai đầu lông mày mà còn gọi là ấn đường thường có tính cách khá cởi mở, phóng khoáng. Mọi người dễ nhận thấy ở những nàng này sự thân thiện và nhiều điểm tương đồng. Phái mày râu cũng bị lôi cuốn bởi tính cách đáng yêu của nàng. 9. Nốt ruồi tại sống mũi. Nốt ruồi trên sống mũi hay còn gọi là tị lương cũng là dạng tiêu biểu của vận đào hoa. Cô gái có nốt ruồi này dễ mắc vào những rắc rối, thậm chí là đau khổ trong chuyện tình cảm đứa đôi. Vì vậy, đây còn gọi là nốt ruồi có vận đào hoa xấu. 10. Nốt ruồi tại nhân trung. Nốt ruồi tại nhân trung, tức phần lõm sâu phía trên của môi trên, còn gọi là nốt ruồi vượt rào. Nữ giới có nốt ruồi này thường ít chú tâm tới gia đình, thiếu đoan chính, có khả năng quan hệ ngoại tình bất chính rất cao. 11. Nốt ruồi trên má. Nốt ruồi ở má mà tại vị trí pháp lệnh chính là nốt ruồi đào hoa. Nó thể hiện vận đào hoa của chủ nhân tăng lên theo tuổi tác. Người này có nhiều khả năng giữ được vẻ đẹp lâu dài, hoặc khi càng nhiều tuổi càng trở nên mặn mà hơn. Hơn nữa, khi tuổi tác tăng lên, họ có đủ dũng khí để bộc lộ tình cảm của bản thân đối với người khác giới, cho dù đó không phải là chồng mình. Trên đây là những nốt ruồi đào hoa của nữ giới mà thường mang đến những điềm lành, điềm dữ mà các bạn hãy cùng tham khảo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.